Kim ơi, đi Hiền với anh không? Thì để vô của mẹ cái đã. Qua bữa nay được anh Út dẫn đi thiền luôn nè các bạn ơi. Bây giờ ba mẹ con mình sẽ xuống dưới cái thiền của anh Út để đi nghe các bạn. Các bạn hãy theo dõi tới cuối clip để xem cái thiền như thế nào nghe. Cái thiền đậu ở đâu con? Nè cái thiền nè. Ủa cái thiền con nói là cái ghe của bà ngoại đó hả? Cái ghe thì nói đại cái ghe đi, còn nói cái thiền cho sang nữa. Bây giờ đường sình nhầy nha, đi cẩn thận nha hai đứa. Cái này cái xuồng chứ thiền. Giờ hỏi xuống hè không? Xuống thì xuống nhưng phải từ từ chứ, đường trơn mà. Sau một hồi lan hoay thì cuối cùng cả gia đình cũng xuống được cái thiền của anh Út rồi nè các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ bơi đi chơi nha. Mình đố các bạn cái này là cái gì nghe. Bạn nào hay nuôi cá thì chắc nhìn một cái là biết liền rồi. Bạn nào thích những cái trải nghiệm bình yên ở dưới quê như thế này thì các bạn hãy bấm like và bấm đăng ký ủng hộ mình nghe. Cảm ơn các bạn rất nhiều.